Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Ngày hôm nay thì sau trận thống kim ngày hôm nay thì Khải cũng đã được top 1 em ạ. 101 mạng và 55 đầu sơ và Tử Long 25 lần, Tử Long liên trả 14. Ngày hôm nay được một trận đánh khá là ok em ơi. 101 mạng và với số điểm là 50k điểm. Thì Khải cho anh em xem set đồ của Khải nha em ơi. Rồi Khải có thay đổi ở cái hướng đó là Khải đã mang về cái set hiệp cốt em ơi. Set hiệp cốt. Nó set cốt mát này. Rồi, set cốt mát này. Set cốt này thì khoảng tầm 1 triệu hơn thôi em ơi. Server thì giá tầm này nó rẻ rồi, chịu hơn thôi. Rồi, kèm với khả năng sở hữu là một cái nhẫn kim quang một cấp này, kèm với phi hông một cấp thì hiện tại cái kỹ năng của Khải là 5 kỹ năng vốn có nè em. Và sau khi lên 5 kỹ năng vốn có thì cái tốc độ đánh của Khải sẽ lên mốc là 149. Và kèm với nỏ này nọ thì Khải sẽ đạt mốc ở ngoài là 158. Và bên trong tấm kim thì Khải cánh phi tốc và lệnh bài sẽ đạt mốc 261 nha em ơi. 261 nha, đánh khá là chắc luôn nè em ơi. Khải mang một món chống 40 kháng hỏa, một cái nón thuộc lý 25-40, 25-20, một đôi lưng 19-20, một đôi giày 15-40 thì Khải có 80 chậm và 40 chón nha em. Và với hai món kỹ năng này thôi là một cái con ngựa kháng cả năm đó, và mực nạ kháng cả năm, một trang sức sinh lực 200 và một cái ấn tín phòng thủ lý 25 đó. Thì nói chung thì sau khi chuyển vào set này anh em, nó có cái lợi đó là mình lợi được cái phục hồi 50 và mình đã mang được cái nhẫn kỹ năng chỗ này anh em ơi, đó là mình lợi chỗ đó. Còn nếu mà đi về hướng nhu tình á thì cái hướng phục hồi mình không có thì nó cảm giác đụng cái là chết, đụng chết khá là nhanh chết luôn. Còn đi hướng này thì cảm giác nó cũng gọi là đỡ trong tống kim đánh thôi anh em ơi. Còn ra ngoài thì hơi yếu anh em ơi, ra ngoài thì không có kháng mọi người. Anh em xem mới kháng này, so với set ăn ban thì cái set này không bằng set ăn ban nha mọi người, không bằng set ăn ban được đó. Kháng lượng kháng khá yếu, được cái tóc thôi, được cái tóc thì vào tống kim mình bù lét thôi nè đó. Thì nói chung là cái nón này ở server thì khoảng tầm 3 triệu, đai lưng này khoảng tầm 1 triệu, giày này khoảng tầm 1,5 triệu, cái vũ khí này không 1,5 triệu nữa, xác định hiệp cốt này không 1,5 triệu đi. Nói chung là con ngựa này khoảng tầm hiện tại server khoảng tầm khoảng 4 triệu thì tổng xếp đồ là khoảng hơn 10 mấy triệu thôi em ơi. Còn ấn này khoảng 3 triệu nha em. Nói chung là cả ấn cả đồ nói chung là gần 20 á nè. Xếp đăng ban thì nó cao hơn, xếp đăng ban thì nó mắc hơn, xếp đăng ban đến 5-6 triệu lần, của Khải 5-6 triệu lần. Rồi ok. Và anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho video Khải sau đồ lần này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Sau khi lên 5 kỹ năng cũng có thì Khải được là 9.200 đam và 11k. Đó, lực tay Khải khá là to luôn anh em ơi. Giờ Khải lên đi phong độ với bạn. Vì anh em xem video đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nhiều lúc mình cắn lắc lắc đồ nhiều vô tới thì đánh nó cảm giác trâu hơn anh em. Hôm nay Khải cắn 7 lắc đó nè. 7 lắc đam cũng to và đánh nó cũng ok luôn. Còn mấy hôm cái 3 lắc thì đánh cho vui thôi nè, đánh không nổi thôi, nhiều khi đánh yếu quá đánh không nổi luôn. Rồi cả lên thuyền mắc cái đít, cả lắc đít cốt rồi em ơi. Rồi, anh em xem video nhớ cho một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Rồi, mua lên thuyền ngay. Tiếp tiếp. Ngay lên tiếp khoảng 1 phút. Thôi mà lắc đít cốt rồi em ơi. Nó không vô được cái đít cốt luôn, bực mình gơ gối vào xong rồi đánh. Vô được Discord luôn em ơi. Giờ cái YouTube cỡ cả cái YouTube này nó cũng lắc lên lắc xuống, tại vì cái hôm lúc nãy Khải không có reset máy nữa mà. Không reset máy đâu ra yếu quá. Khải lấy đi cốt rồi. Không vô được đi cốt, bực mình gơ gốm đậu xanh.